Đây tôi có thể luồn tay được vào những phần chi tiết của chiếc sạp đây. Quý vị thấy đây, toàn bộ chi tiết là chúng tôi là đục chạm cực kỳ là kênh bong, thủ công hoàn toàn 100% là bằng tay, rất là sắc nét. Đây tôi có thể moi móc vào từng những cái gậm của chiếc sạp này, những bông hoa hay là nhị hoa đây. Với cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào quý khách nhé. Quay trở lại màn ảnh nhỏ hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu một chiếc sập thập điều quần mai. Có lẽ thì tôi sẽ gọi đây là một tác phẩm thì đúng hơn. Và chiếc sập này thì chúng tôi làm theo đơn đặt hàng của bác Đèn tại tứ xã Lâm Thao Phú Thọ. Đây là hình ảnh tổng thể của chiếc sập cũng như là phần chính diện thì nhìn vào và dáng sập. Thì chiếc sập này được chúng tôi làm bằng chất liệu gỗ gụ có kích thước là 1m6 2m. Sản phẩm hiện tại chúng tôi đang vừa hoàn thiện xong phần mộc và tôi sẽ quay tổng thể cho quý vị xem được chiếc sập này. Chiếc sập này được làm theo lối đục là lối thập điểu quần mai, ý nghĩa là gồm có 10 chú chim điểu vần trên cành cây mai. Đây quý vị thấy được một thân cây mai rất là to và những cánh hoa mai thì đang khoe sắc và đang nở lên. Đây quý vị thấy được đây, hình tượng hoa mai thì là tượng trưng cho tài lộc. Và trong những ngày đầu xuân năm mới thì những người dân Việt Nam là thường có xu hướng là đi sắm cho gia đình mình những cành hoa mai để trưng bày trong gia đình với mong muốn là cầu tài lộc cũng như là bình an cho gia đình. Hoa màu vàng của hoa mai thì còn tượng trưng cho nhiều điều may mắn. Về đường nét chi tiết thì quý vị thấy được những cái phần chi tiết được chúng tôi đục chạm thì là kênh bong rất là sắc sảo. Đó, những cái sản phẩm này thì là khác hoàn toàn so với những cái hàng trên thị trường. Không phải những người thợ nào cũng có thể chạm khắc được những tác phẩm tinh xảo như vậy được. Từ những linh vật như những chú chim, con sóc hay là những cành cây, thân cây thì đều được những người nghệ nhân chúng tôi là thổi hồn vào. Đây quý vị thấy được những cái cành trúc đây, rất là kênh vong. Thì các bác mà chơi sập cũng như là các bác am hiểu về sập là có thể biết được cái độ tinh xảo của chiếc sập này như nào. Nó khác hoàn toàn so với những sản phẩm khác trên thị trường. Và được chúng tôi gọt giũa rất là kỹ. Đó quý vị đây, những chùm nho này, hay là những cái cành cây này, những cái phần mấu míu này, đó, được chúng tôi làm rất là tinh tế. Mà khi quý vị mà đến xem trực tiếp ở ngoài đời thì có thể thấy được cái độ đẳng cấp của nó. Còn là khi chúng ta vào nhìn qua màn ảnh nhỏ thì nó sẽ chỉ nhìn được một góc hoặc một phần nào đó của sản phẩm thôi. Đó thì chiếc sập này bao gồm là có 10 chú chim thưa quý vị nhé. Đó, ở giữa là có 4 chú chim, hai bên thì là một bên là có 3 chú chim, chúng ta sẽ có 10. Tiếng từ chim ở trong tiếng Hán thì còn gọi là điểu, là sập mai điểu. Chính giữa thì là có một đôi chữ thọ thì tượng trưng cho trường thọ, tài lộc, sức khỏe. Đó, hai đôi chim đang tình tứ cắm mồi với nhau, quý vị có thể thấy. Đó, rất là sắc nét. Quý vị có thấy được cảnh tượng là thiên nhiên là đang hòa mình vào. Đầu chân này thì là gồm có một chú sóc đang ăn quả nho, chúng ta còn gọi là nho sóc. Đây là Hồng Công và hai chú công, hai chú chim hạc, tôi xin lỗi, hai chú chim hạc. Và chất liệu gỗ sử dụng là chất liệu gỗ gụ nhé. Đây là tôi quay phần đốc cho bác khách hàng là bác Điền ở tại tứ xã Lâm Thao có thể thấy được cái sản phẩm của mình. Phần mặt của chiếc sạp này thì chúng tôi là mặt hai lá liền tấm nhé quý vị nhé, mặt hai lá, gỗ rất là đẹp, gỗ gụ, vân gỗ gụ rất là đẹp và giá trị, kỳ là giá trị luôn. Gỗ gụ thì được sử dụng làm sập rất nhiều bởi tính chất của gỗ là rất là chắc, nặng và bền với thời gian, không cong vênh mối mọt. Đây là phần ngang bên trái, toàn bộ những cái phần dạ ngang ngày trước chúng tôi đục chạm cũng rất là sắc nét, tuy nhiên là nó sẽ không được bồng bềnh với phần dạ trước được, bởi vì phần dạ trước là chính là trung tâm của chiếc sập. Còn mọi người quan tâm rất là nhiều và có thể nhìn trực tiếp khi bước vào không gian phòng khách nhà mình. Đây là hình ảnh tổng thể chiếc sập thưa quý vị nhé. Hôm nay hiện tại đang là ngày mùng 2 tháng 4 năm 2020.
Đây là chiếc sập của bác Điền ở tại tứ xã Lâm Thao, Phú Thọ. Quý vị quan tâm thì có thể liên hệ tới số điện thoại trên màn hình 0987 510 816, và cơ sở chúng tôi có địa chỉ tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Tôi sẽ để chi tiết hình ảnh ở bên dưới phần mô tả website đồgỗtùng8.com. Thì mọi người nếu có nhu cầu mà quan tâm đến sản phẩm hoặc là thích tìm hiểu về đồ gỗ thì hãy bấm like và đăng ký kênh để có thể ủng hộ chúng tôi và theo dõi được những video clip mới nhất và hoàn toàn miễn phí. Xin cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian để xem hết video clip này. Hẹn gặp lại trong những video clip khác.